Thông tin tiểu sử ca sĩ Kevin Khánh Ca sĩ Kevin Khánh sinh ngày 5 tháng 9 năm 1994 tại thành phố Hồ Chí, Minh, Việt Nam môn sơ Kevin Khánh xếp hạng nổi tiếng thứ 10 trên thế giới và thứ 6 trong danh sách ca sĩ. Nổi tiếng, Kevin Khánh tên thật là Nguyễn Huy Khánh, là một hot boy, ca sĩ, diễn viên Việt Nam đang được nhiều khán giả yêu mến. Huy Khánh được khán giả biết đến khi còn là thành viên của ban nhạc nam nổi tiếng La Thăng. Anh còn được khán giả yêu mến qua các sản phẩm âm nhạc cộng tác với nữ ca sĩ Khởi Mi. Với gương mặt điển trai chuẩn một mỹ nam, Kevin Khánh đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Sau khi Kevin Khánh và Khởi Mi cùng tham gia nhiều sản phẩm nghệ thuật và chàng ca sĩ này cũng trở nên nổi tiếng hơn nên đã không ít người cho rằng Kevin Khánh nổi tiếng. Nhờ dựa hơi khởi mi, Kevin Khánh cho biết anh là một người không có tài hoạt ngôn nên cũng gặp khó khăn trong công việc. Nhưng sau mấy tháng được khởi mi kèm cặp anh đã trở nên dạn dị hơn. Huy Khánh cũng không phủ nhận việc nhờ xuất hiện trong các MV âm nhạc của Khởi Mi mà anh trở nên nổi tiếng hơn. Kevin Khánh và Khởi Mi đều là các nghệ sĩ trẻ được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Mặc dù là một người nổi tiếng nhưng cả hai đều chọn cho mình phong cách giản dị và đặc biệt là nói không với scandal, các album đã phát hành của Kevin Khánh chuyện nắng mưa. FT, khởi mi, 2016 tình yêu không dành cho ba người. 2015 yêu người lạ, FT, Nguyễn Hoàng Tuấn, 2016 nhặt lại mảnh vỡ, FT, Jay si hưng, 2015 mây mưa, 2014.